Cận cảnh giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, ghi nhận của phóng viên báo Giao thông ngày 22 tháng 12, sau khi 15 ngôi nhà thuộc phạm vi nút giao dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ giao với quốc lộ 9 đã được tháo dỡ, hàng loạt máy móc thiết bị đang khẩn trương hoàn thiện một số phần việc còn lại tại đây để tạo mặt bằng cho lễ khởi công xây dựng công trình sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2023. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, ngay sau khi tỉnh Quảng Trị thống nhất phương án lựa chọn vị trí trên để khởi công xây dựng công trình, huyện Cam Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận chủ trương sớm bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, địa phương huy động lực lượng sư đoàn 968, đoàn thanh niên cùng các phương tiện xe máy cơ giới để hỗ trợ người dân trong quá trình tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối. Ngày 16 tháng 12, tất cả 15 hộ dân tại khu vực trên đã đồng tình ủng hộ và nhận tiền đền bù, chấp thuận thuê nhà ở tạm để bàn giao mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương giải tỏa nhà cửa, vật kiến trúc. Đến ngày 20 tháng 12, Cam Lộ cơ bản đã giải tỏa xong 15 phần 15 hộ dân tại khu vực trên, vượt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra.